Người ta thấy đoạn bánh tét mà người ta được ghi hình của quý vị các bác cùng xem. Tới bây giờ vẫn còn nóng ấm ấm luôn. Đây là những loại lá chuối được quý vị các bác. Lá chuối nè, trong này là nếp, nhưng đậu xanh. Đây là những vật phẩm riêng về cô bác. Rất là tôm tắt luôn. Kính thưa quý cô bác anh chị, giờ này là khoảng cỡ gần 1 giờ đêm, là thời khắc giao nhau giữa đêm và ngày, giữa ngày 23 và ngày 24. Và ở đây chính là miếu Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra đại lễ tắm bà. Kính thưa quý anh chị cô bác, giờ này là giờ giao nhau giữa đêm và ngày, và cũng là thời gian khá quan trọng, cũng như là khoảng cỡ gần 1 giờ đêm giữa ngày 23 và ngày 24 tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022 diễn ra lễ hội là tắm bà vừa xong. Thì cũng như đây là một cái lễ hội khá đặc biệt quý anh chị cô bác, giờ này là mọi người tập trung đổ xô về đây chờ những giờ khắc linh thiêng này để vào đây cúng giếng bà, để cho bà độ cho mình có một năm mới, có một cái sức khỏe dồi dào, làm gì được nấy. Thì quý anh chị cô bác biết đó, từ lúc 6 giờ chiều cho đến thời điểm này là một thời gian khá dài, mọi người đội mỏi mòn rồi. Đây là một thời khắc quan trọng, khi ba bảo vệ vừa tổ ra chức buổi lễ tắm bà xong thì mọi người đã đổ xô về đây rất là đông. Thì đây là một cái thời điểm khá quan trọng, khá muốn gửi đến quý vị và các bạn anh chị cô bác xem những hình ảnh thực tế nhất về núi Sam chùa Bà năm 2022 diễn ra buổi lễ vào 1 giờ đêm. Đây là những hình ảnh thực tế mà Kha muốn gửi đến quý vị, anh chị cô bác xem những hình ảnh thực tế nhất về miếu Bà Chúa Xứ tại núi Sam vào lúc 1 giờ đêm. Bây giờ Kha sẽ đi vòng vòng quay cho quý anh chị cô bác xem, rồi cuối cùng Kha sẽ đi đến chánh điện và kết thúc buổi lễ với những đòn bánh tét là 3 tấn 6, là một cặp bánh tét 3 tấn 6 quý anh chị cô bác. Kha đã đi hình cho quý anh chị cô bác xem rồi, thì bây giờ Kha sẽ kiếm coi bây giờ đòn bánh tét nằm ở đâu để quay cho quý vị và các bạn xem một cách cận cảnh nữa. Rồi xin mời quý vị và các bạn anh chị cô bác cùng theo Kha để tiến vào chánh điện nơi diễn ra đại lễ vía bà năm 2022 vào lúc 1 giờ đêm tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Em xin mời tất cả cô chú đi theo em.
Đây là những phần vật phẩm mà quý anh chị cô bác ở nơi phương xa từ chiều giờ đã chờ đợi. Đây là phút giây đầu tiên để họ bước vào chánh điện. Xin quý khách lưu ý, đại diện chợ đông người, một số kẻ gian đã đọt làm việc gì đó. Chúng tôi xin nhắc nhở quý khách phải giữ nhận xét, giữ trên tiền bạc đưa ra cho cẩn thận. Mở các đứng thêm việc, đề nghị rồi bảo vệ, tổ vệ sinh, phải tăng cường hoạt động để điều chỉnh an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong khu di tích lịch sử hiệu quả. Đây là một thời khắc quan trọng quý anh chị cô bác. Đây là những hình ảnh thực tế mà Kha ghi được vào lúc 1 giờ đêm, giao đêm giao nhau giữa đêm và ngày, giữa ngày 23 và ngày 24 vào lễ Diếp Bà hàng năm. Hay nói chính xác hơn chính là lễ Vía Bà năm 2022 tại miếu chùa Bà núi Sam. Đây là 1 giờ đêm quý anh chị cô bác. Sau khi buổi lễ tắm bà diễn ra xong thì mọi người háo hức đợi chờ có khoảng 5 tiếng đồng hồ mới được vào đây. Thì bây giờ mọi người tôm tắp những cái vật phẩm trên tay để vào đây dâng hiến cho bà. Đó, đợi chờ từ hồi chiều giờ luôn. Thì bây giờ Kha sẽ tiến sâu qua vấn đề là cầu bánh tét cho quý anh chị cô bác cùng xem nha. Xin mời cả nhà. Đây, Kha đã tới đoạn bánh tét mà Kha đã được quy hình cho quý vị của bác cùng xem. Tới bây giờ vẫn còn nóng ấm luôn. Còn nóng nha. Đây là đoạn bánh tét lịch sử. Hai đoạn quý vị của bác, một đoạn là 1 tháng 8 nha, hai đoạn là 3 tháng 6. Và bên kia là một đoạn. Kia là một đầu, mỗi một đầu là 1 tháng 8. Đây là những loại lá chuối được quên nhiều cô bác, lá chuối nè, trong này là nếp, nhưng đậu xanh. Ngoài hai đoàn bánh tét 3 tháng 6 ra quý anh chị cô bác được nằm ngay chánh điện thì quý anh chị cô bác nhìn thấy đó ha, mé bên trái bên phải trong và ngoài thì đều có những vật phẩm bà con cô bác đem về đây cúng viếng. Như đằng đó quý anh chị cô bác nhìn thấy đó là cũng có một cái gian hàng mọi người đã trưng bày những cái vật phẩm để chuẩn bị cúng bà. Thì đây là cũng có những vật phẩm, ở giữa cũng có và trên kia cũng có. Bây giờ nơi chánh điện thì rất là trang nghiêm luôn, còn đằng đó là mọi người đã di chuyển những cái loại gạo quý anh chị cô bác đem về cúng hỷ đó, đó là gạo. Thì di chuyển lại gần cho quý anh chị cô bác cùng xem nha. Đó là kem heo quay nha cả nhà, heo quay. Và đây là nơi vệ sinh để bông hoa vật phẩm để dâng lên cúng bà vào lúc 1 giờ đêm giao đêm giữa đêm và ngày, giữa ngày 23 và 24 tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra đại lễ. Thì Kha ghi hình những cái hình ảnh thực tế để gửi cho quý vị cô bác cùng xem. Đây là những vật phẩm quý vị cô bác chuẩn bị lên cúng anh. Dạ, đây là những vật phẩm quý vị cô bác.
Thì bây giờ những hình ảnh thực tế mà Kha đã ghi được vào lúc 1-2 giờ đêm tại miếu Bà Chúa Xứ vào ngày lễ với bà cho quý anh chị cô bác cùng xem. Thì bây giờ xin kết thúc video ở đây. Xin chúc cả nhà có một ngày mới vui tươi bên gia đình và người thân. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp sau. Bye bye.